Về từ chúng con mẹ lặn lội gió mưa thần cò. Mẹ ơi, chết chết rồi, chốc chơm hết rồi. Cả nó cho hiệu bè bữa chắc trong sơn lại xì chắc 20 triệu quá mẹ. Ê, mẹ làm đấy. Ê, còn sao mà bữa nó kêu mình mà mua bếp điện từ vậy, nấu cháo hiêu mà sao đi nấu cháo hiêu bằng củ vậy? Nấu củ vậy, nấu điện từ chịu nấu ngoài, chịu nấu. Xong giờ đẹp nói đây, chúc vị. Xong chưa? Bịt cổ máy ra đây, bịt cổ máy ra đây, còn hỏi đây tí. Món gì? Đây, đi ra đây, món gì? Xong giờ cũng ôm nhà buồn nữa nghe. Còn giấc mím mà. Ừ. Làm gì mà sợ anh vợ à? Đi ra đây chứ, đồ gì? Làm sao? Làm có gì nữa? Leo vô chuồng heo. Vô chuồng heo luôn. Chi à? Đây, hậu vô này vô. Đứng đây thôi. Vô đây luôn, vô đây núp này lần đi, còn mấy vô. Có thằng đừng vô đây chơi chứ. Đi đi. Vô. Không. Vô luôn. Ý ấy là còn có cái tuồng này mẹ. Sao cút kiểu vậy mẹ? À sao kêu ông Quốc Quốc chẳng kêu rồi. Khuý mà lại gõ cái gà nó đi nè. Ừ, nó ý là có ý tưởng này nè. Mày giúp con ở đây rồi. Giúp gì? Mày cho con mượn tiền. Tiền đâu có à mượn. Mẹ lại mày có tiền mà mượn. Mày cho con mượn 10 triệu đi. 10 triệu làm gì có. Chúc cho tôi mua heo ấy. Không có tiền là anh mà tiền đâu. Mày mua heo cho bữa mới kêu đọt heo trúng tao mười mấy triệu. Mấy triệu mà công chuyện cũng trả nợ. Nàng kém đồ hết cho tiền nữa à mượn. Bữa nói trước tôi cho mượn, giờ tiền đâu mượn. Không có tiền. Ý là con tính làm clip thử làm ông vợ con. Mà kiểu là mẹ chút rồi mẹ phát hiện quỷ đen con đó, thử làm ông vợ con thử nó có le con nguồn này nào đâu. Sẵn nó mẹ nó le con dâu mới luôn chứ. Dù đàn ông là phải có quỷ đen rồi phải không mẹ? Đúng mẹ. Nhưng là nhìn ông có quỷ đen hư chứ làm gì quỷ đen. Tụi đàn ông phải có quỷ đen đó làm công chuyện mà chỉ mẹ. Rồi quỷ đen làm gì con, quỷ đen đỡ làm gì đâu. Quỷ đen có tiền có nhiều, nhiều cứ đưa cho ông vợ mà hết. Rồi đi đâu hối vợ mà chứ tự nhiên. Con cũng muốn thử làm vợ con mà. Giờ thử sao? Thì cũng muốn mượn tiền má đỡ con má thử làm vợ con đỡ thử. Mà giờ má không có tiền buồn tiếp. Mà giờ má có tiền đâu có đưa mượn. Thì giải giờ má biết ai nào mượn. Thì má còn má có không có cho con mượn. Mà nó cũng mượn quay xong con trám má chứ con đâu có làm đâu. Nhưng mà giờ nghiệp không có tiền. Quay xong con trám má. Tiền có, tiền đâu có. Không, con mới cho con mượn 1 triệu quay xong con cho má 200. Không có tiền, còn có mấy triệu bạc, 2-3 triệu bạc gì à. Không có tiền, hết tiền không? Đâu có 2-3 triệu bạc được, mấy cháu mượn. 2-3 triệu bạc làm gì mất, nó mượn 10 triệu mà 2-3 triệu bạc. 2-3 triệu bạc được, đi mấy cháu con mượn. Tiền được. Giấu mới cắt đầu, giữ đít con táo rồi. Chứ đâu có bỏ đâu. Chứ đừng nó bỏ trên lời xong rồi nha. Không có. Không có là đi rồi. Thôi mình. Đôi mấy anh đi làm tiền các bạn, mà cất kỹ lắm. Mình quay lộ chỗ bé. Mẹ lên, mẹ nhỏ của bạn. Mẹ lên. Đâu, thấy chưa, mẹ lúc làm mẹ thương con. Mẹ phải giúp con nhớ. Nói vậy chứ, con tậu mày thì cho mượn 15 triệu rồi. Thì cho mượn 15 triệu rồi. Không có tiền, còn có mấy triệu bạc, 2-3 triệu bạc rồi. Thì cho mượn 15 triệu rồi. Oh my god. Dạ bữa luôn. Chơi con quay xem đưa mẹ liền chứ tận nhiên ngày bữa nhỉ. Quá chứ sao nãy mẹ kêu mẹ không có tiền mà có 2-3 triệu bây giờ 15 triệu đâu ra vậy? Thì đỡ cắt chớ lỡ đồ cho mua kém chiêu. Tụi mẹ có quỷ đen còn nói bè vậy không biết mẹ nói chịu nè. Kém thì chiêu nhưng mà giấu bè mà nói bè không biết nè. Không biết ông hối ông lấy tiền không mua rượu. Giấu bè mà nha, đừng nói bè không biết nha. Không biết ông hối ông lấy tiền không mua rượu. Rồi, rồi, có nhiều quay clip ở đây chút nói tiền là tiền của con giải bộ trám á y mẹ con mình biết không ý rồi bây giờ nha bây giờ cũng nói cho hạch cho má hiểu nha đây giờ đó nói mẹ nghiệp đâu con trong nhà buồn không tôi cũng đặt cho má quay chút cho con má thực hiện giải nha con giải nha con chén chút thấy mày. Mấy nụ con vậy? Nhị Phân,
Rồi rồi, tới công chuyện này. Để anh nói cho con nghe nè. Biết thì nói, không biết thì im mồm. Chù vậy là ông giấu hủy riêng rồi má. Chù một cục luôn. Tính thì còn nhiều nên cũng bộn tiền mà đúng chưa? Vì chú mà thấy như thế là chơi giờ nó hết rồi lấy mất cả cho con nào. Chứ ông con đâu rồi má? Vì nó bó thì kia mình có thấy vừa chứ bây giờ mà đem mà tính là gì? Mà tiền đâu đố cũ rồi này, nó kêu vô cùng thôi. Chù 8 triệu nè, 9 triệu, 10 triệu, 4 sao, 8, 10, 11 triệu, 12 triệu má. Thì cho mượn 15 triệu rồi hiểu vài bữa đua má. Nước bị hai đấy. Chị không rồi, nó cất đi. Chị có làm gì đâu mà quá chịu bạc luôn. Ông đâu? Không biết, mẹ ơi là sao kìa nó cho heo rồi, nó bó ra. Không, chả lẽ ông đi, ông đi giấu quỷ điên rồi phải không? Chưa đó, người giấu quỷ điên làm gì mà giấu quỷ điên. Khi ông đi, có khi nào đi cho gái không em? Biết má, biết đâu. Vì sao ông dám giấu quỷ điên má? Đưa cũng gọi ông gì ạ? Ông đi đâu hen? Chưa, tôi thấy à. Chùa hồi má thấy cái hồng còn hơi hồng. Đó mà treo kìa mà lấy mà tức cái gì ra. Vô cái kinh ra tôi thấy tiền một cục tiền. Tôi cũng gọi hứa hả? Nãy giờ mẹ thấy ông rồi đúng không? Không, nơi đâu á? Nãy giờ mẹ thấy ông rồi đúng không? Không, nơi đâu á? Nơi giàu nha. Tết chất. Tết tết. Hello, anh Hà đâu vậy? Ở trước thì chùa nói này, chùa em nói cái này xíu nè. Đi ra lên nha. Vòng lỡ mẹ mẹ không thấy cây anh đưa rồi đó nó lụm nó trôn mất đâu vậy cái mất luôn 10 triệu. Ờ thì thấy giờ mới dịch cho nó biết đâu tôi vô đây thì ra thấy cục tiền rồi đem đưa cho ông vợ rồi. Thôi mẹ mẹ thấy chứ không thấy là anh tính giấu em hay sao? Vì sao tự nhiên anh giấu quỷ điên là sao ta? Hồi bữa bị một lần rồi giấu một lần rồi hứa. Hồi bữa cô bắt được ông giấu mấy chục triệu vậy mẹ. Vậy cô nói bắt được cái ông hứa ông đang nghĩ ông kêu đắt giờ ông không giấu nữa. Mà tiền thì xài chung mà ông đi giấu quỷ điên chi hen? Hay là có cái gì ông? Hay là anh nuôi con nào? Mua nào mua, sao mấy nhiều chuyện nhiều mấy anh? Rồi bây giờ tao thấy tiền nhiều quá, tao nuôi cho chứ sao mấy anh, chạy chỗ mấy anh, chạy chạy gì con vậy? Tao chạy có cái gì mà, ông chạy có cái gì mà. Ở đâu má? Tao chạy cái bó mày bây giờ, tao chạy có cái gì rồi. Đâu đó, sau cùng vô ra thấy cái cục tiền đem về nuôi cho vợ mày. Đấy, tự nhiên hồi bữa giấu rồi, bây giờ anh lại có cái mục đích gì hả ta? Anh mua gì đúng không? Hay là anh cho gái đúng không? Cái gì đâu tôi giấu ông à, bây giờ ông xin tập đúng không? Ông gái cú đúng không? Chứ ông giấu quỷ điên làm gì? Em đâu phải là gì đâu mà đó anh phải giấu quỷ điên dữ vậy? Chứ còn giấu quỷ điên làm gì đâu mẹ. Ủa chứ tập đâu đó. Lên mình lái chi mà giấu chi mà mình làm gì đâu mà giấu chi làm gì đâu. Đúng không? Mà cái gì mà nói chứ là mình lái chi mà ra nó nói là lái không? Giấu gì đâu mà mười mấy triệu luôn. Thôi con, chỉ có mười mấy triệu mà mình ra nói nó gì? Thì sao ông? Nó nói mua đồ đạc nó làm cái gì? Ủa, làm ông cho gái không? Mua đó còn không bao giờ đâu mẹ. Mua đó đi làm giấu đi cho gái này cặp đầu đó. Thôi giờ con đừng có nói là ăn gì đó đấy. Đỡ nó có lấy nữa, nó có tiêm gì nó cũng ông cho gái chích cái mua đồ mua đạc nó làm kìa, nó làm cái gì? Có đâu? Có một đứa này ông biết không? Nó làm lần trước 700 ngàn, nó mua đồ nó làm lần trước 700 ngàn. Nhưng mà tiền con đôi trong đó sao ông lại mà ông giấu tiền gì vậy? Nó hối một vài nó thấy nó ngoái nó xài nó có coi không? Nó quay luôn. Nó quay nó lại rồi mà làm rồi có nó có vậy mà làm rồi. Cái lẽ con cóc cũng không sao nghe, tại vì con đang thiếu tiền của cóc cho đúng không? Ờ anh làm gì thiếu tiền? Thì cũng thiếu tiền mua đồ đạc rồi mà. Rồi anh sao tiền kia anh không biết cái tách nó. Tiền của em đổ vô là em mới nhanh nhanh anh không biết lộn chứ. Ông có cóc của điện qua nghe nó phân biết không? Làm rồi. Mẹ biết rồi, không đúng những nó nói chi vợ chồng nó qua lại. Thôi. Ông cho tiền ông cho gái hay sao á? Nó lộn mình nó mua đồ mua đạc mất rồi. Mất rồi đang lộn. Nó lộn quá lộn rồi.
mà nó lộn lên nó mua đồ mua đạc đấy thôi. Con vô coi lỡ tiền nãy con đưa cho nó đi. Mẹ tuyệt vời nhất là mẹ, chẳng ai khác ngoài mẹ. 1, 2, 3, let's go. Nhiệt, đưa tiền cho mẹ em. Không, em đưa đâu.
Anh tưởng mấy tưởng xạo tiền. Bây giờ ngon vậy không tin là mẹ nhìn lên là thứ là lên con hả? Thôi giờ lấy mấy quay vô trong rồi coi thứ khoái tiền phải đưa chồng lên không? Mấy quay đâu mấy quay? Có anh lên cứ lấy mấy quay đưa chồng vợ mày coi. Dùng lấy tiền lại đưa cho mẹ. Cái thứ vợ mày vợ mày quyết định không đưa thì mày giao cho con. Mấy quay sao rồi? Mấy quay này đâu mày giao chồng lên á. Đưa mấy quay chồng vợ mày coi. Không mấy đi đây. Quay đi. Mày quay sát mặt được không? Nãy giờ mà anh em mình chọc má. Nãy giờ chồng mình thật ra là bạn đi tương trước rồi chọc má mình đó, anh xin phản ứng của má mình. Chùm chứ phản ứng là vợ mình không tre với mình sao nãy vậy bực tức và chứ mà má và trò tròn lắm nhỉ. Không. Nói vậy. Nói vậy sao? Hồi nãy bà nói anh là bà đưa anh 15 triệu, mà em biết 12 triệu à. Để mới mệt chứ. Giỡn á. Còn vô tre má. Không đưa đưa anh tre má. Tre má. Ừ. Là nãy giờ nha. Ừ, chị Hà đưa anh tre má. Nãy mẹ nói mà em mới cười quá à. Em ngồi cười. Ai ốt thì mà. Wow. Mà sao mấy ngồi buồn không? Buồn gì đâu. Hay gì? Chết rồi. Tôi sao? Tôi sao đâu á? Nãy giờ con nói mày nghĩ lắm mới đưa lại á. Không. Mà mày sao mấy trò dữ vậy? Còn nãy mày nói con 12 triệu, con lộn 15 triệu mà sao điếm có 12 triệu? Nó giỡn chứ có 12 triệu thì giờ nó giỡn. Mày nói vậy lỡ mất tiền mới chỉ con đòi đi bè. Mệt quá à? Tự nhiên mà... Cái gì mà chính xác tiền bạc? Chính xác vậy chứ mà mày ném 12 triệu cho giờ chứ đâu? 15 triệu mà. Ừ. Miệng 15 triệu gì? Triệu. Người mẹ có tiền mà bán biết. Trời trời. Mẹ nói đó mẹ là tôi gì. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về hai dòng sản phẩm mà vợ chồng mình sử dụng trong thời gian qua. Đây là Choco Himoko ngũ cốc tăng cân. Còn đây là Himiko Slim nha mọi người, ngũ cốc giảm cân. Thì trong thời gian vừa qua thì chồng mình sử dụng cái ngũ cốc tăng cân này và Nhật thấy tăng cân rất là an toàn và hiệu quả luôn. Còn Nhật sử dụng cái sản phẩm giảm cân này thì Nhật từ 60kg, hiện tại cân nặng cũng Nhật là còn 48kg nha cả nhà đấy. Nếu như mà ai có theo dõi nha thì hai cái sản phẩm bên nhà em Nhật đều là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ được Bộ Y tế cấp phép dùng. Nên là chị em nào đang có nhu cầu tăng cân hoặc là có nhu cầu giảm cân thì mọi người có thể qua Facebook của Nhật là Nguyễn Thị Minh Nhật, anh lên sẽ ghi cái link hoặc là qua Zalo nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ thì bọn em sẽ đi pha để mà sử dụng nha. Cách sử dụng của nó rất là đơn giản luôn. Rất là thơm ngon và dễ uống nha. Bạn nào mà sợ khó uống thì cứ yên tâm sử dụng. Em cam kết với mọi người rất là dễ uống luôn nha. Sản phẩm mình thấy rất là hiệu quả nên là mình giới thiệu cho các anh em cùng sử dụng với mình. Rồi. Rồi, cái gì mình sẽ đổi Zalo và Facebook của vợ mình, anh em nhắn tin trực tiếp để vợ mình tư vấn nha các bạn.